Ngọc Ánh xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin giới thiệu tới quý khách hàng một vị trí dự án rất là đẹp thuộc số nhà 72 ngách 62 trên 15 phố Văn Phú, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí của cái căn nhà này rất là gần với Ủy ban Nhân dân phường, rất là gần với trường tiểu học mầm non Văn Phú đây mọi người nha. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà. Với thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng Tây Nam, giá chào bán là 2 tỷ 400 triệu đồng, đã có sổ đỏ đầy đủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với căn nhà diện tích là 32m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Hiện tại mình đang đứng ở phía mặt tiền của ngôi nhà với mặt tiền là 3m6 mọi người nha. Đã được ốp đá granite toàn bộ khu vực mặt tiền và cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là cửa sắt sơn tĩnh điện màu trắng. Ngõ trước nhà là 2m, cách trục đường ô tô có thể đi lại giao thông nó khoảng tầm 200m mọi người nha. Mọi người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà, xem tầng 1 của ngôi nhà thiết kế như thế nào. Và đây chính là phần tầng 1 của ngôi nhà mọi người ạ. Toàn bộ như mọi người nhìn thấy ở trên video thì hệ thống đèn led chiếu sáng, trần thạch cao, hệ thống sơn, hệ thống gạch ốp lát đều đã được hoàn thiện xong rồi. Với hiện trạng của ngôi nhà này thì là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi mọi người nha. Với mặt tiền 3m6 thì với ngôi nhà này rất là rộng. Và tông màu sơn của ngôi nhà là màu trắng, đồng thời gạch lát nền cũng là màu kết hợp hai màu đen trắng, tạo cho cái không gian phòng khách rất là sáng mọi người ạ. Sáng và thoáng. Đây, phần phòng khách. Thiết kế là phòng khách. Và đây mời mọi người theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Đấy, với phòng bếp nhỏ xinh, thiết kế phù hợp đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Toàn bộ hệ thống tủ bếp của cái ngôi nhà này được thiết kế là gỗ sồi Nga mọi người nha. Và phụ kiện bếp cũng đều đã được lắp đặt đầy đủ rồi. Hệ thống chậu rửa, bồn rửa bát, đây ạ, đều là chất liệu inox 304, mặt bếp là được lát đá đen. Và khu vực bếp là được ốp gạch 30-60 mọi người nha. Rất là dễ lau dọn vệ sinh. Tầng 1 của ngôi nhà gồm một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa, lavabo, gương và hệ thống máy bơm lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Với ngôi nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được hoàn thiện cũng xong hết rồi mọi người nha. Nước sạch sử dụng quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim ạ. Toàn bộ mặt bậc và cổ bậc cầu thang là được lát đá đen trắng mắc bồ mọi người nha. Mời mọi người theo em lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nha. Thiết kế theo kiểu phòng ngủ master mọi người ạ, rất là rộng. Trên tầng 2 của ngôi nhà, đây như mọi người quan sát, chủ đầu tư đã thiết kế một bộ rèm cửa ở phía phần cửa sổ hướng ra bên ngoài. Đó. Về hệ thống trần thạch cao, đèn ngủ trang trí, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện xong xuôi hết rồi mọi người nha. Từng chi tiết chủ đầu tư thiết kế cũng rất là tỉ mỉ để ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa. Rồi, mọi người nhìn thấy không? Đây, hệ thống rèm cửa rất là sang. Và cửa sổ thì có hai lớp hướng ra bên ngoài. Lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Rất là an toàn cho ngôi nhà. Phía dưới chân của Ngọc Ánh đây đó là gạch lát nền vân gỗ, kích thước gạch là 60-60, hàng loại 1. Trên tầng ngủ phòng 2 của ngôi nhà, màu sơn cũng chủ đạo là màu trắng mọi người nha. Cái không gian phòng rất là thoáng và cái diện tích của cái căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 22m² đấy ạ. Có một phòng vệ sinh ở phía bên trong phòng ngủ. Thì phòng vệ sinh đây mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng. Chủ đầu tư là ốp gạch lên trên tới tận trần này, có ống chờ hút mùi, có quạt hút mùi, cũng như là cái trần này là được thiết kế là trần nhôm. Trần nhôm mọi người nha. Và đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi rửa, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Cửa thông phòng của ngôi nhà, toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà được thiết kế là cửa gỗ lim, rất là nặng tay và chắc chắn nha. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà.
Và đây chính là phần tầng 3 của ngôi nhà như Ngọc Ánh giới thiệu. Thì tầng 1, tầng 2, tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà thiết kế là mỗi tầng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Thì tầng 2 mọi người có thể nhìn thấy rồi đấy ạ, phòng vệ sinh ở phía bên trong của căn phòng ngủ. Còn tầng 3 thì là thiết kế nó hơi khác biệt một chút, đó là để nhà vệ sinh ở phía bên ngoài mọi người nha. Đấy. Và vẫn đầy đủ hệ thống sen cây, đầy đủ hệ thống bồn cầu, đầy đủ hết mọi công năng trong một cái nhà vệ sinh cho một hộ gia đình sử dụng. Phòng ngủ ở tầng 3 này thì là thiết kế nó đúng như tầng 2 mọi người ạ, kể cả về màu sơn, về màu gạch cũng như là hệ thống đèn led trần thạch cao. Từ vị trí của ngôi nhà này mà cách với Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông rất là gần thôi quý vị ạ. Nó rơi vào khoảng tầm 500 mét và rất là gần chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, đi ra trục đường chính Quang Trung rất là gần, rất là thuận tiện. Với cái giá bán 2 tỷ 400 triệu đồng rất là hợp lý. Với những anh chị mà có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì cái vị trí căn nhà này có thể hỗ trợ mình đến 80% giá trị nhà cơ. Như vậy thì là cái ngôi nhà này thiết kế đến tầng 3 là đã có 2 phòng ngủ rồi. Mời mọi người theo em lên trên tầng 4 của ngôi nhà, xem tầng cuối cùng của ngôi nhà thiết kế có hợp lý hay không nhé. Và đây chính là tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ. Ngay phía ở cầu thang đi lên, từ tầng 3 đi lên, chủ đầu tư có thiết kế một ô phòng thờ mọi người ạ. Anh chị nào mà đang có nhu cầu xây nhà hoặc đang có nhu cầu tìm về cái thiết kế với cái mẫu nhà 30, 32 mét chẳng hạn, thiết kế sao cho phù hợp được 3 phòng ngủ mà vẫn có phòng thờ, phòng khách, phòng bếp riêng, thì đây là một cái thiết kế cũng rất là lý tưởng để mình có thể học hỏi đấy ạ. Đây chính là phần sân phơi. Có một cái ô thoáng giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực sân phơi mọi người ơi. Và chủ đầu tư đã để sẵn cái phần thanh treo quần áo rồi. Đây là khu vực để máy giặt. Và mọi người có thể nhìn thấy đây, cái khu vực này là được chủ đầu tư này ốp riêng một loại gạch, ốp riêng một khu riêng biệt ra, cũng khá là đẹp mắt đúng không ạ. Tầng 4 của ngôi nhà còn một phòng ngủ nữa. Đây, trên tầng 4 của ngôi nhà còn thiết kế thêm một phòng ngủ nữa. Như vậy là với cái ngôi nhà 2,4 tỷ đồng này, vị trí là thuộc phố Văn Phú, phường Phúc La, quận Hà Đông, có thiết kế là gồm 3 phòng ngủ với diện tích là 32 mét, hướng nhà là hướng Tây Nam. Vậy thì quý vị xem video này nếu như mà thấy hay, nếu như muốn được tư vấn và nếu như muốn mua căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì nhớ bấm vào like để ủng hộ em, cũng như là đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút chuông ở bên phải màn hình để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.